chị đi qua con chị thăm cháu nội chị rồi để chị hy vọng chị gặp Moon á. Moon á, anh Ninh có thể đi qua bên Michigan không anh Ninh, đi thăm Moon mình gặp nhau ở ngoài đời, anh em mình gặp nhau ngoài đời có sao đâu nè. Yeah.
cái giờ 8 giờ ở ở Việt Nam, và còn ở bên Mỹ ở Cali là 6 giờ sáng nha mọi người. 6 giờ sáng. Còn ở Michigan của Moon á là hình như 8 giờ sáng. Đó. Là cũng giống như Moon là sắp sửa đi học nè. Tôi là anh nên nói nè, Moon anh đã từng qua Michigan Star làm việc cách đây 30 năm trước. Ồ, anh nên cũng đã biết ở bên Michigan rồi đó Moon. Cho nên anh nên đành lắm. Rồi vậy hả anh nên rất vui được biết chuyện đó. Mình cũng cảm ơn